bàn phía trước. Rồi ngồi vô rồi em ơi. Rồi mở mặt nạ ra được rồi hai bạn. Ok. Trước tiên là mình sẽ giới thiệu thông tin của mình. Rồi em trai giới thiệu trước. Chào chị Cát Tường. Ừ. Chào bạn gái bên kia. Ừ. Mình tên là Trần Đình Thắng. Dạ, năm nay 31 tuổi và mình đến từ Đắk Lắk. Hiện đang mình đang là tài xế lái xe. Lái xe là lái trong Đắk Lắk hay là mình lái đường dài? Dạ, lái vòng quanh tỉnh đó thôi ạ. À, xuống đây ghi hình thôi là mình về lại Đắk Lắk á hả? Dạ, chờ bạn gái là nếu mà đồng ý thì có thể dẫn đi chơi được ạ. Ồ, em xuống đây hồi nào? Dạ, mới hôm nay. Mời em giới thiệu, đây là anh Thắng ha, 31 tuổi. Em chào chương trình, em chào chị Cát Tường, em chào anh Linh Kỳ. Em tên là Thùy Na, quê của em thì cũng gần anh Thắng. Em ở Đà Lạt, nhưng mà em xuống đây làm cũng 7 năm rồi. Hiện em đang công tác và làm việc tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh năm 88 ạ. Em là sinh năm 89 hả? Dạ. À rồi, bạn gái lớn hơn bạn trai mình 1 tuổi, không có vấn đề gì cả nha. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Na? Dạ, em thì là người tương đối là hoạt ngôn. Em có thể nấu ăn và nấu những món ăn chơi thì rất là ngon. Ví dụ như món gì? Giống như là em làm sữa chua hoặc là kem lăn thì rất là ngon ạ. Dạ. Hai món đó chị đều thích. Sữa chua giúp tốt cho đường ruột, men tiêu hóa, nhưng mà bánh thì nó hơi mập ha, nhưng mà vẫn rất là thích. Dạ. Còn đồ ăn mặn nấu được món gì? Dạ, đồ ăn mặn thì em nấu được những cái món ăn bình thường trong gia đình thôi. Em thì nấu ăn hơi mặn xíu ạ. Còn em thì em không ăn được ngọt. Mấy món mặn mình nấu có vị ngọt một xíu thì em không hợp lắm. Dạ, điểm yếu của em thì khi hồi hộp thì em hay bị mất kiểm soát đó chị. Nhiều khi em nói mà không biết mình đang nói gì. Đúng rồi, mình chưa kịp suy nghĩ thì mình đã nói rồi. Thì nãy giờ nói là có kiểm soát được không? Dạ, em vẫn kiểm soát được. Vậy là chưa có gì hết, chưa có rung, chưa hồi hộp. Dạ đúng rồi. Bạn gái mình ví dụ như lớn hơn mình một vài tuổi có vấn đề gì không? Dạ không, em cảm thấy chuyện đó là bình thường chị. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của Thắng là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì nhìn bên ngoài là em người hiền lành, rất được lòng của các bậc phụ huynh trẻ nhỏ. Ừ. Vẫn giờ vẫn ế. Tại sao ế? Tính trẻ con á. Trẻ con là như thế nào cụ thể? Tức là vô tâm mà vô tình nữa, vô tư nữa, suy nghĩ nó vô tư lắm. Như vậy sao có bạn gái được? Mình phải quan tâm bạn gái mới được chứ. Nó còn ưu điểm? Ưu điểm của em thì biết làm đồ handmade. Ví dụ làm gì? Dạ bông, ribbon hay là bằng giấy, rồi bằng vòng tay vậy mà. Hay quá vậy. Dạ. Tự nhiên sao lại là biết làm mấy cái đó, thích làm dạ, cái đó? Tại vì thời gian rảnh rỗi á thì em có bạn nó cũng làm handmade luôn. Ừ. Hai đứa cùng làm trao đổi qua lại từ đó. Thích làm. Cái công việc của em đang làm hiện tại nó ổn định không? Kinh tế đồ, ví dụ mình lo cho vợ con được không? Thu nhập thì so với trên Đắk Lắk là ổn định. Ừ. Có thể lo được cho gia đình. Công ty của em gái. À, công ty em gái. Em gái mở công ty. Công ty là chuyên về gì? Chờ vận tải á. Ở nhà cũng sắp xếp được. Nói chung là do công ty gia đình cho nên là cũng xin được. Làm ăn ở ngoài khó khăn lắm em ơi. Em nghĩ là cơ hội người khác liền chứ đâu tới mình. Dạ đúng. Đúng không? Ủa vậy là hồi xưa học cái gì ra? Công nghệ thông tin ra. Học công nghệ thông tin ra sao đi làm lái xe không vậy? Dạ thì đi làm công việc nó áp lực quá, vậy lại nhiều vấn đề nữa. Cực ha, bây giờ áp lực khổ lắm. Bởi tao nói nhiều người học đại học ra nha quý vị, đi làm ăn vẫn thua những người đi làm những cái nghề bình thường, chạy xe công nghệ hay là shipper hay gì mà còn đủ sống. Mà bây giờ nhiều khi học đại học ra, trời ơi, đi cầm cái bằng đi xin móm mỏ chưa có việc để làm, khổ lắm. Bây giờ quay lại chút xíu về tình trường nè. Tình trường em sao Na? Dạ trước giờ thì em chỉ trải qua một mối tình thôi ạ. Mà em đơn phương. Rồi bạn đó biết em yêu đơn phương bạn đó không? Em đã có nói cho bạn nhưng mà bạn không có gọi là phản ứng gì hết. Bạn lơ luôn, lặng luôn. Dạ đúng rồi, mất hút luôn đó chị. Rồi bên này sao? Thắng tình trường sao? Dạ em có 4 mối tình, dạ, 2 chính thức và 2 đơn phương. Hai? Ủa sao ai cũng có cái tình đơn phương hết vậy ta? Tại vì chị yêu ai, tao không yêu chị thôi, tao chị đi chỗ khác cho rồi. Chứ đó mình đơn phương chứ nó cực vậy trời. Nhưng mà thôi, đơn phương sao nè, đơn phương lâu mau. Dạ, đơn phương thì cũng được 2-3 năm gì đó. Mình mong muốn tìm một người bạn trai, một người chồng trong tương lai của mình như thế nào? Em thì em tương đối là nói nhiều hoạt ngôn. Nên em muốn bạn trai em cũng phải giống như em. Kỳ vậy, bậy rồi. Mình nói nhiều hoạt ngôn thì mình cần người trầm tính nghe mình nói chứ. Hai người cùng nói à. Khi mà em nói á, mà bên kia chỉ biết im lặng nghe và cười thì mất hứng. Đúng rồi.
Nhưng mà em phải hiểu nha, hai người mà cùng nói là mệt lắm luôn á. Có bởi con phụ nữ có nhiều cái nó ngộ lắm. Giống như chị cũng vậy nè, chị đã từng có bạn trai mà nói nhiều quá là ngồi dành chị nói là chị quạo. Nhưng mà ngược lại giờ chị có bạn trai mà im im không nói gì cũng im cười cười, nhiều khi mình cũng quạo. Ủa anh có nghe em nói không vậy? Anh nghe thì anh phải có biểu hiện, anh phải có hỏi lại gì mình chứ. Có nghĩa là cái người lúc nào cần nói thì nói, lúc nào cần nghe thì phải nghe. Nhưng mình đã là người nói nhiều thì cái người đó phải nghe nhiều hơn mình. Nếu trong hai cái câu chuyện để em phải lắng nghe hoặc em phải nói, em chọn cái nào? Dạ, khi mà em nói xong thì bạn đó cũng phải đưa ra ý kiến xong rồi cũng mới tương tác với em, chứ không phải là nhưng mà tương tác là tương tác chuyện của em hay là kể chuyện của người ta? Em nói thật lòng đi, em thích cái gì? Tương tác chuyện của em và khơi gợi cái chuyện của người ta đó. Như vậy thì mới đôi bên mới có thoải mái và nói chung là tạo một cái môi trường thoải mái. Thật ra nó tâm lý á, những cái người mà hoạt ngôn thích nói nhiều á là chỉ muốn thiên hạ nghe chuyện của mình nhiều hơn, tại vì nhu cầu nói của mình nhiều lắm. Mình nói chưa có đợi hết thời gian là ví dụ gặp nhau uống cà phê một tiếng hồ, mình nói cái hết gần tới giờ đi về luôn rồi nên chưa kịp để nghe người ta nói đâu. Cho nên cái người kia phải lắng nghe nhiều hơn. Lâu lâu người ta chứ ủa em hay quá, ủa vậy hả em, là chỉ tương tác lại một chút xíu cái chuyện của mình thôi mới đúng ý mình. Đó là kinh nghiệm của chị đó, chứ em đừng đòi người nói nhiều là về em cũng không ở được bao nhiêu đâu, nói thiệt. Chị nói vậy đúng rồi. Ngoài ra em còn cái chuẩn nào nữa không? Về vóc dáng, ngoại hình có yêu cầu gì không? Bạn nam phải cao hơn em. Em cao mét mấy? Em cao cũng mét rưỡi. Mét rưỡi, em cao mét mấy? Dạ em mét 67 chưa mang giày. Mét 67, rồi vừa chuẩn, đẹp, hết chưa? Ờ dạ. Có cái điều gì không thích ở người bạn trai? Bây giờ thì mình nên... chưa nên nói ra chị. Trời ơi, mình phải nói ra luôn coi được, người ta tới được người ta ve chứ mất công mất thời gian. Đứa ở Đắk Lắk, đứa ở Đà Lạt đâu mà rảnh đâu mà... hiểu không? Dạ. Vậy thì em không thích người gia trưởng. Đó, mình phải nói rõ quan điểm chứ. Mất công lắm, mất thời gian lắm em ơi. Bây giờ quen 2, 6, 7 tháng, 5 mà không cưới thì chia tay kiếm người khác cho nó lẹ. Đúng không em? Dạ. Nãy giờ chị nói gì cũng đúng rồi hả? Dạ, có. Em muốn tìm người bạn gái như thế nào? À, đầu tiên là em muốn tìm bạn gái nói nhiều hơn em tí. Đây, nói nhiều hơn em. Em có gia trưởng? Em thì không hề gia trưởng. Dạ. Ok, còn gì nữa? Muốn kiếm gì vợ sao? Bạn gái thì phải cao từ 1m5 trở lên. Đúng 1m5 chứ không có trở lên nha. Dạ, thì dáng người thì đừng mập quá, vậy là tóc đừng nhuộm và đừng xăm hình to hơn nữa. Hiện tại trên cái bề mặt bằng chung là nhìn là chưa thấy có xăm hình gì hết. Mà không biết kính ở trong có không thì chị chưa biết, cái đó em tự khám phá. Xăm thì được nhưng mà xăm hình xăm nhỏ nhỏ thôi ạ. Về tính tình thì nó cũng hơi dữ dữ một tí. Dạ tại vì em đã quá hiền rồi. Chị để ý mấy người nói nhiều là dữ à? Em hiền lắm hả? Dạ em hiền lắm. Hiền khô à? Hiền khô rồi mà em kiếm người dữ nữa rồi ta ăn hiếp em sao? Đâu sao đâu ạ. Vợ chồng với nhau thôi mà. Nếu là về chồng thì ăn hiếp giúp vì thương mình nên hiếp, à, hiếp mình thôi. 88 là tuổi con gì? Thìn rồng ạ. 88 rồng em là gì? Rắn. Rồng rắn hả? Rồng rắn lên mây cỏ cây lúc lắc có ông chủ nhà không? Được á, rồng rắn quấn nhau là lên luôn á. Nghe có vẻ hợp á chị. Nghe có vẻ hợp á, được không? Dạ, được chứ. Thôi bây giờ coi hình cái đã nè. Em có hình không? Đưa chị coi. Dạ. Trời ơi, cái gì mà phè phởn ra dữ vậy? Hình này hồi chụp bao nhiêu năm rồi? Dạ, cũng gần chục năm rồi chị. Trời ơi, em đi kiếm vợ mà không đưa hình chục năm trước. Ảnh là 50% mà sexy 50%. Trời ơi, cô này cũng đưa cái hình gì mà ngồi mà một dọc vậy rồi biết đường đâu mà kiếm. Gợi ý là em là người đeo bản tên và ngồi kiếm cái dạng dọc ngồi đó đó. Hình như ai cũng đeo bản tên hết á. Anh đó là hả? 10 năm trước đó. Đâu anh nào? Dạ đây, anh thứ hai. Anh thứ hai vậy? Trời ơi, để tôi coi sao xương sườn dữ vậy, người ta muối mà ổng xương không vậy trời. Em này tấn chị. Ủa sao đón ra cô đó? Thế em suy nghĩ này nghe giọng nói nhộ mà dáng người mạnh thì chắc là người... Trời đất rồi. Bây giờ xin mời quý vị hãy nhìn về cửa trái tim để xem ngày hôm nay phần dự đoán của chúng ta có đúng hay không nha. Okay. Sao mà đoán trúng được, hỏi ảnh coi anh có phải ảnh không? Mà hỏi thử coi phải ảnh không? Chứ chị cũng không biết phải không luôn á. Em chọn anh thứ hai à? Biết rồi. Không phải mà. Ảnh bên bìa bên kia kìa. Bên trái. Đưa cái hình mà đưa nửa mặt sao người ta nhận ra? Hình kia có mặt mà chị. 10 năm trước á, em thấy 10 năm trước với giờ có khác nhau gì không? Nói chung giờ thì chững chạc hơn. Vẫn còn nít lắm. Dạ. Ờ, mình có thể sửa. Có thể sửa. Dạ đúng rồi. Rồi có nguyện ý sửa hay không thì em không biết. Quà có định tặng nhau không? Dạ. Đây là món quà từ tay anh làm. Hả? Tặng dạ. Anh. Cảm ơn anh.
Cũng trùng hợp quá, cái món này là tự tay em làm. Và mỗi con hạt là một ngày em chờ được gặp anh. Trời ơi, lại nó bao nhiêu ngày chồng? Cái này phải về mở ra hai người cùng đếm. Và ngày hôm nay chúng ta đã được gặp nhau. Bây giờ mới đến tới phần ẩm thực. Xin mời quý vị sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng quê nhà. Ứng dụng NetLove sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Quý vị hãy đón xem chương trình hẹn ăn trưa nè, ghép đôi thần tốc trên ứng dụng NetLove, kết nối yêu thương. Các Tường giới thiệu với hai bạn nha, đây là hai món ăn rất là ngon, rất là đặc biệt và trình bày rất là bắt mắt của nhà hàng quê nhà. Đây là món gỏi đồng quê và đây là món heo tộc da giòn. Bây giờ đến giờ ăn rồi, mình có thực mới vượt được đạo. Hai bạn vừa ăn vừa tâm sự trò chuyện với nhau nha. Chị Tường cũng ra ngoài tìm gì ăn đây, nhà hàng này nhiều món ăn ngon lắm. Ít phút nữa thì Tường sẽ quay trở lại. Thắng ơi, tự tin lên, mạnh dạn lên nha. Nếu muốn có bạn gái, nếu muốn lấy vợ thì phải ga lăng lên, bắt đầu quan tâm chăm sóc người ta nữa nha. Nói chuyện và ăn ngon nha. Dạ vâng, em cảm ơn. Rồi, xin mời hai bạn. Dạ, em cảm ơn ạ. Cảm nhận của em về anh hôm nay ngày như thế nào? Giống như anh nói, anh là một người trầm tính. Em rất ấn tượng nơi anh đó, mà anh có thể làm những cái hoa. Và vô tình hôm nay em cũng là tự tay xếp hạt. Chúng ta cũng có điểm chung rồi đó. Mình nhìn nhau, mình ở Đà Lạt đúng không anh? Dạ đúng rồi ạ. Có dịp nào để anh có thể lên Đà Lạt được không nhỉ? Dịp là tự mình tạo ra. Ok. Vậy em có muốn hỏi gì anh không? Dạ, anh có quý con nít không? Anh rất yêu con nít. Dạ. Chào các cháu của anh rất là quý anh, tại vì anh hay chơi chung với tụi nó. Dạ. Còn cháu em là em nuôi nó từ trong tháng cho đến khi đầy năm, nên em cũng rất quý con nít. Mình có nhiều điểm chung đó chứ. Dạ đúng rồi, ngay từ khi mà cái làm handmade là em đã thấy hợp rồi. Quá hợp luôn. Dạ đúng rồi. Mình dùng bữa đấy nhỉ? Dạ, em mời. Dạ. Mình dùng anh. Anh có thể phụ em cuộn gói được không nhỉ? Dạ thôi. Dạ em thì cũng... Rồi ok. Em có muốn thử món bên này không? Dạ. Cho anh xin cái chén nào. Dạ mình đổi chén. Đổi chén luôn. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Mời anh. Dạ. Ở nhà thì anh có chuyên ăn những cái món gì không? Anh thì... Anh có dị ứng thì... Anh là người dễ nuôi á. Nên cái gì món gì anh cũng ăn được, và là anh cũng biết chút xíu về nấu ăn, và là công việc nhà cửa thì cũng biết, tại vì anh cũng tự lập từ nhỏ, cho nên về sau này nếu mà được thì vẫn có thể phụ vợ mình chuyển nhà, chăm con, giặt đồ, lau nhà các kiểu là làm được hết. Còn em thì em thích những người nào mà hiểu biết về điện, có thể sửa chữa máy móc ở trong nhà, giống như là điện trong nhà hư thì mình có thể tự sửa chữa, ống nước trong nhà bể thì mình cũng có thể tự thay. Kiểu cái vậy. Đó thì anh lại làm được, tại vì nhà anh là con trai. Dạ. Nên phải lo hết cái đó. Dạ đúng rồi, con trai ngày xưa với con trai bây giờ thì nó cũng có hơi khác, nên em cần phải biết. Tưởng đâu em thò tay qua đây em gắp con tôm bỏ qua chén mình chứ. Rồi có gắp miếng heo nào cho người ta không? Dạ khó chứ, phải gắp lăng. Sao ăn đồ ăn đây thấy ngon không? Nãy giờ tìm hiểu được nhiều chưa? Dạ, cũng tìm hiểu được về sở thích, về quan điểm sống hết rồi. Nhưng mà thấy ổn không? Dạ ổn đấy chị, thấy nhưng có nhiều điểm hợp nhau lắm. Nhưng mà xa, cách xa nhau quá, định hẹn hò với nhau sao? Dạ xa thì mình có thể dành một tuần thì dành thứ bảy chủ nhật. Thứ bảy chủ nhật được hả? Dạ. Mình Đắk Lắk đi qua Đà Lạt mất bao lâu? Dạ, tại bạn làm ở Sài Gòn đó chị. Rồi Đắk Lắk đi xuống Sài Gòn mà mỗi tuần đi xuống một lần hả? Nếu mà điều kiện cho phép thì một tuần lần. Đi bằng gì mà mỗi tuần đi xuống một lần? Dạ. Em tại em thích đi phượt cho nên phải chạy xe máy xuống được. Chạy xe máy Đà Lạt ở Đắk Lắk trên Sài Gòn mà mỗi tuần chạy xuống một lần. Được mà chị. Chắc em tại được 3 lần đứt bóng cầu chì rồi quá. Em giỡn hoài em. Tại vì hồi xưa em cũng chạy vậy mà. Tháng đi một lần thì chị còn tin chứ. Đà Đắk Lắk với Sài Gòn mà em chạy xe Honda mà em chạy từng lần chắc chị không tin nổi quá. Em tin không Cưng? Dạ, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ok, mọi chuyện đều có thể xảy ra nếu như có tình yêu bắt đầu. Chị sẽ hỏi ý kiến người thân một chút xíu. Hôm nay em đi và chị thấy có mẹ em đi theo đúng không? Bây giờ sẽ gặp mẹ của Thắng nha. Dạ, mời cô vô cô ơi. Dạ, chào Tường, chào cô ạ. Chào cô. Hồi nãy giờ cô ngoài ngoài là cô nhìn thấy rồi, cô nghe hết câu chuyện của hai bạn chưa? Có rồi, nghe rồi. Dạ. Bây giờ cho hỏi là cô có cái nguyện vọng tìm kiếm con dâu như thế nào? Cô thì cũng có nguyện vọng gì, nhưng mà con dâu hiền, biết chăm lo cho gia đình, có hai vợ chồng là thương yêu nhau là được rồi. Dạ. Rồi bây giờ cháu hỏi thiệt nè, hồi nãy giờ cô nhìn bên đây cô thấy sao? Thì thấy cháu cũng được. Cháu làm việc gì con? Dạ con là nhân viên văn phòng ạ.
thì con về bên Đắk Lắk có được không? Hiện tại thì công việc của con cũng khó thay đổi, hơi khó thay đổi. Thế thì hay là đứa con đưa thẳng về chỗ con ở đi. Cái chuyện đó là thì cái... rồi bây giờ cả hai đứa cứ nói chuyện nên để hợp cho sau rồi mình giải quyết. Dạ. mình bàn bạc với nhau thế nào thuận tiện thì mình làm ở đó. Nhưng mà ví dụ như dâu mà lớn hơn con trai mình 1 tuổi thì cô thấy được không? Không, nghĩa là nó hợp nhau là được thôi. Dạ. Nó thương yêu nhau là được. Để luôn. Thẳng ấy quá hiền mà nó nhạt lắm. Dạ. Dạ, cho nên là cũng phải có cái người vợ nó phải lanh lành xíu. Bây giờ thì mình chỉ mong vậy thôi. Dạ. Thì bên này nhát là ấy thì bên này phải nhanh tí. Dạ. Thế là bù qua bù lại. Cũng hy vọng là ngày hôm nay Tường cũng mát tài kết được cái mối lương duyên này. Rồi, dạ cảm ơn cô rất là nhiều nha. Cảm ơn Cát Tường nhé. Hy vọng là có tin vui cho gia đình. Hay xem Cát Tường lắm nên bây giờ mới được gặp đấy. Dạ, cảm ơn cô ạ. Bây giờ cô đi rồi mới hỏi cái vụ kia kìa. Là bây giờ công việc em sao, làm công nhân viên văn phòng có gì đâu mà khó thay đổi? Em thích sự ổn định. Và một khi em đã ổn định rồi thì em không thích sự thay đổi. Mà em ổn định mà em ở mình, mà em thay đổi mà em có chồng ở chung. Dạ, thì phải chờ coi cái hoàn cảnh nó diễn biến làm sao rồi thì mình lại tính tiếp. Cho nên á, đây là kinh nghiệm trong cuộc sống, đó là kinh nghiệm giao tiếp. Nhiều khi em giao tiếp vậy mà em mất điểm. Nếu trường hợp hồi nãy cô hỏi chị vậy là chị sẽ nói vậy, hiện tại con đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà con lấy chồng thì con sẽ theo chồng, còn cái chuyện mà có theo hay không là cái chuyện của hai bạn. Nếu như trường hợp chị mà là mẹ chồng mà đầu tiên mà em trả lời vậy là chị thấy em mất điểm rồi đó. Cái đó là chị Tường nói thiệt để sau này lời nói không mất tiền mua. Mà ví dụ như cái gì mà nó quan trọng hoặc là mình đã bàn bạc yêu nhau rồi mà đang tính tới cái chuyện hôn nhân bàn bạc thì lúc đó mình phải cần thẳng thắn. Con này mới gặp có 1 lần hà, biết có quen nhau không, biết có ở với nhau không, hiểu ý chị nói không? Nếu như mình thật yêu thương người ta, chưa gì mình đã khẳng định là công việc con đó là con không muốn thay đổi, vậy sao quen nhau được? Bạn ở Đắk Lắk, bạn ở Đà Lạt là không được rồi. Tự nhiên mình đóng hết những cánh cửa của mình lại. Trong khi đó tình yêu là một cái gì đó rất nhiệm màu và khó nói. Để mà hiểu được một con người nó còn nhiều vấn đề lắm. Rồi bây giờ thì Tường sẽ cho các bạn bóc những cái lá thăm của chương trình ha. Đây là những câu hỏi chương trình dành cho mình, cho nó vui, để mình hiểu nhau nhiều hơn. Cũng ấn tượng lắm ha, thích bóc lá màu xanh trong mấy lá ha. Rồi đọc lớn lên. Cô gái tiến tới massage cho bạn trai rồi hỏi cảm nhận của anh ấy. Nhiều khi mốt chồng về đi làm mệt mỏi về, vợ bóp vai đồ xong cái móc hết tiền trong túi chồng luôn, thí dụ vậy. Cảm nhận nha cưng nha, ngồi dựa vô cho nó thoải mái thôi, cảm nhận coi. Đúng rồi. Rồi phê đi, hưởng thụ đi. Khéo tay hay làm nha. Ủa mà gì có nhiều đó sao ta cảm nhận được? Chưa có cảm nhận gì hết trơn á. Massage vai đồ này kia đồ. Trời ơi, vậy mà bả la bả khéo tay hay làm. Mình làm xong phải hỏi ảnh cảm nhận sao nữa đó. Thoải mái không ạ? Rất là thoải mái. Khỏe chưa anh? Dạ, được chưa anh? Thêm nữa đi, thêm nữa đi. Thêm nữa đi. Có nhiều tay nghề trổ hết đi. Dạ, em chỉ cảm thấy người khác làm em như thế nào thoải mái thì em làm y chang vậy. Em không có kinh nghiệm. Làm sao ông không về Đắk Lắk luôn, ở lại Sài Gòn luôn đó nha. Được chưa anh? Dạ, được rồi. Được rồi, trời ơi, gần. Được chưa anh? Cảm nhận của em như thế nào? Thoải mái, dễ chịu. Rồi tới phiên em. Ê chà, bóc lá đi cưng. Xin. Rồi đọc lớn lên coi nói gì chổng. Theo bạn, chuyện hôn thì bạn trai hay bạn gái cần chủ động, vì sao? Rồi trả lời luôn đi. Ê chà, cái này em chưa hôn bao giờ sao biết chị? Em chưa hôn bao giờ sao biết chị? Cái gì? Sao nãy nó có 4 mối tình, 2 mối tình đơn phương, 2 mối tình chính thức. Dạ thì chính thức mà đã được hôn đâu ạ. Trời đất ơi, quen nhau rồi cái mối tình thứ hai quen nhau bao lâu? Thì được 3 tháng. Mới được nắm tay thôi chứ đã hôn đâu. Là tại vì anh không chịu hôn hay là tại người ta hôn mà người ta không cho hôn? Cái đó em biết. Tại em chứ chủ động bao giờ làm sao biết được. Trời đất ơi, sao ông hiền dữ vậy trời ơi là trời. Ủa là em được hôn bao giờ chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Vậy theo em nghĩ là giờ hôn là ai là người chủ động? Chắc là con trai chị. Chắc chắn chứ xong mới chắc là. Rồi bây giờ nếu hai bạn yêu nhau nữa rồi em có dám hôn không? Có. Có hả? Quen mấy tháng mới hôn? Dạ, tùy bạn nữ nữa chứ, đó mình đâu phải phù hợp được đâu ạ. Tùy bạn nữ thì bạn nữ, không lẽ bạn nữ nói anh ơi hôn em đi? Không phải có tín hiệu chứ. Không có tín hiệu gì, em phải xả tín hiệu chứ sao bạn nữ nào mà ra tín hiệu? Thì em ra tín hiệu mà bạn ấy đáp lại thì mới được chứ. Em ra tín hiệu sao? Thì dẫn đi chơi rồi kề sát vai rồi má, mua sách má rồi
hôn nữa mà đồng ý. Chứ mấy mối tình trước là chưa có môi sắc má hả? Chưa, chỉ nắm tay thôi. Vậy sao tại nắm tay mà người ta cho nắm không? Dạ có. Người ta cho nắm rồi sao không tiến tới hôn luôn? Nhát mà chị. Trời ơi, đó thấy chưa, tại em nhát chứ làm sao. Nhiều khi cái cô đó cũng bỏ em là tại vì quen hoài 3 tháng mà không hung đó. Rồi lại thấy em khéo tay hay làm nữa, tưởng em giới tính không rõ ràng nữa. Không, cái này em tay thẳng. Chắc không? Chắc 100%. Chờ tình cảm tiến triển thôi sao đã chị. Chứ chờ là chờ cái gì em? Bồ bập quá đâu có được đâu. Em nghĩ là đàn ông chủ động hay phụ nữ chủ động? Dạ, em thích đàn ông chủ động. Như ai cũng thích đàn ông chủ động hết trơn á. Đi được với nhau chặng đường dài hay không là do các bạn. Thật ra chị Tường hỏi không phải làm khó tụi em mà hỏi cho vui, nhưng mà hỏi đó, qua đó để các em hiểu nhau. Thì bây giờ là cái lúc tụi em phải đưa ra quyết định của mình. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường nha, nhắm mắt lại nha. Đồng ý thì mình bấm mạnh, còn không đồng ý lặng lẽ lấy tay ra. Ok, rồi nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian, hay quá ha. Làm gì cũng chậm mà đèn hai bên trái lượt luôn. Rồi, mời hai bạn qua bên đây. Nắm tay nhau. Rồi. Đầu tiên xin mời bạn giới thiệu về họ tên, là công việc, tuổi tác, quê quán của mình ha. Dạ, thì em là tên là Nguyễn Thị Hồng Linh. Em sinh năm 93. Em quê quán em ở vùng Mỹ, huyện Phùng Mỹ, xã Mỹ Trinh, huyện Phùng Mỹ, tỉnh Bình Định ạ. Thì em đang làm kế toán trưởng cho một công ty logistics hàng không của Pháp ạ. Làm ở đâu ạ? Dạ, ở Tân Bình ạ. Là mình sống ở đây là với ai ạ? Dạ, em ở một mình ạ. Ở trọ hay sao chị? Dạ đúng rồi, em ở trọ. Em ở... Dạ. Rồi mình chia sẻ một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình nha, Linh ơi. Dạ, thì hiện tại thì em... Từ hồi đến giờ thì em chưa có mối tình nào chính thức hết. Em chỉ có là yêu đơn phương hai người lúc còn đi học thôi. Còn sau này thì cũng một phần là do tại vì em lúc em đi học thì ba mẹ không có muốn cho em quen ai. Còn lúc mà khi đi làm rồi thì em cái môi trường của em nó cũng không có được rộng. Nên thành ra em cũng chưa kiếm được cái người phù hợp. Rồi, nhưng mà không có ai cua em hết luôn hả? Có ai tán tỉnh gì em không? Dạ có, nhưng mà cái chất không chưa phù hợp ạ. Em nói rõ ra đi, mình có nghĩa là đừng có ngại, tụi chị cần biết là em thấy không hợp cái gì để tụi chị tránh né ra cho em á. Ví dụ như anh đó, anh sổ sàng quá, anh xấu trai quá hay là anh như thế nào, em cứ thẳng thắn anh chia sẻ. Thì tại vì dạng như là cảm giác là cách nói chuyện nó không có hợp lơ kiểu, với lại ví dụ như là tại vì em thì lúc khi mà em quyết định em quen thì lúc đó em cũng làm kế toán trưởng rồi, thì em cũng muốn là người mà nó cũng ở mức từ em trở lên đó. Còn ví dụ dưới hơn thì cảm giác là khi mà mình quen thì mình sẽ dần dần mình sẽ trở nên nó hơi khó, mình cảm giác mình sẽ khó phục á. Anh sợ sẽ không có quen lâu dài được, hoặc là ví dụ như mình sẽ trở nên hơi dữ dằn, kiểu như mình biết nhiều hơn họ nhiều quá, nên thành ra sợ mình sẽ lại lại như em cần cái người giỏi hơn em đúng không, kiểu vậy đúng không? Dạ, với lại là cũng có người thì lại là quê ở miền Bắc rồi á, thì em cũng hơi ngại, em không có muốn quen mấy người ở miền Bắc đâu. Chứ em thích người ở đâu? Tại vì em sợ người Bắc, em cảm giác người ta hơi hung hung nên em sợ thôi. Còn em trong rồi. Dạ. Rồi ok em, vậy thì bây giờ em muốn tìm người như thế nào nè? Em mô tả kỹ cho chị ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán và cái điều kiện, ví dụ trình độ hay là em muốn người đó cái điều gì? Dạ thì em cũng học đại học rồi thì em cũng muốn người có đại học giống em rồi này nọ. Nói chung là cũng có tinh thần cầu tiến, cũng có người cũng hướng về gia đình rồi, cũng không có gia trưởng, có nghề nghiệp ổn định. Rồi có cần thu lương nhập, mức lương gì cao hơn em không như cách nãy em nói? Dạ
Thì thu nhập của em là giờ là khoảng gần 45 triệu á. Ừ. Rồi đi, em muốn sao? Chứ còn giờ kiếm mấy người mà lương cỡ đó thì chưa chắc chịu em hiểu không? Nên Dạ em đúng quan trọng cái điều gì nhất nè, như nãy em nói là những người kia có thể bèo hơn em quá, em không chịu. Thì bây giờ tại em muốn vì sao? thì em muốn là người có nói chung có trình độ, có nghề nghiệp ổn định, với lại người không có, nói chung không không có tệ nạn xã hội vậy đó. Rồi, vậy thì dễ rồi, thu nhập thấp hơn em, rồi trình độ thấp hơn em được không? Cao đẳng được không? Dạ không, sợ sẽ không có bền được chị. Ừ. Rồi, nói chung á là tìm một cái người mà họ đồng hành được về mặt cảm xúc thì cái phần khác có thể nó chưa có dung hòa được nha em. Cho nên mình cũng cân nhắc chỗ đó, chứ nó không có được trọn vẹn 100% đâu. Nó chỉ là Dạ cái cơ hội tìm hiểu thôi. Còn nếu dạ mà ngon lành như vậy thì họ sẽ có những cái tiêu chí của họ nữa. dạ Chứ đúng không rồi. phải là chỉ khó khăn gì cả, nhưng mà các bạn cần phải thoải mái hơn. Cho mình Dạ những cái khung giới hạn đó nó rộng hơn thì mình sẽ có cái cơ hội gặp nhiều người hơn, đúng không? dạ Ừ, thì chị chia sẻ vậy thôi, nếu mà được chọn á thì chương trình liên lạc lại cho em rồi trao đổi thêm với mình ha. dạ dạ nói chung mấy Rồi. cái tiêu chí là trên cái tờ giấy mà em đăng ký là ghi đúng những cái gì mà em muốn. Ừ. Nói chung Dạ em muốn, nhưng mà như tụi chị nói vậy đó, nó sẽ giảm xuống chứ không có được nhiều đó đâu, hiểu dạ ý không? Ừ, dạ và mình và tụi chị cũng nói trước là để cho em biết để mình cân nhắc lại, chứ ở đây không phải đút người ra, mà cái em nói em ghi trong đó rồi cái tụi chị đút ra trang cho em nào, không có như vậy, dạ đâu ra mà đút sẵn. Có người như vậy đó, nhưng mà em cần hiểu vậy nè, người ta sẽ có yêu cầu về ngoại hình, chiều cao, người ta là trai ngon, người ta sẽ tiêu chí nữa, chị không có dạ chê em, nhưng mà dạ nó đều rất là khó khăn. Em thấy là đại gia đi với chân dài không? dạ Ừ, em hiểu ý chị nói không? Cho nên tụi dạ chị rất là khó khăn để mà ghép những cái cặp đôi mà các bạn có cái điều kiện nhưng các bạn cũng đòi hỏi tương tương tự luôn, thì nó rất là khó khăn ha dạ nha. Nên mỗi dạ người hạ lại một xíu thì mọi thứ chị nghĩ là nó sẽ dễ dàng hơn đó. dạ Rồi ok em, rồi chắc được rồi đó, được chọn thì bên chương trình liên lạc lại cho em sau nha. dạ dạ rồi em cảm Ok, ơn. cảm ơn em rồi. Trong đây thì cũng có một số anh chị em cũng là biên tập của chương trình nữa. Thì bây giờ trước mắt mình giới thiệu về bản thân mình cho mọi người đều biết giùm em ha. Họ và tên, quê quán, nghề nghiệp của mình ha chị ha. Chị sinh năm 82. Chị quê chị đang sống ở Hà Nội. Quê gốc thì ở Thanh Hóa. Rồi chị ở Hà Nội, chị làm công việc gì? Chị mình chia sẻ với chị. Chị đang làm việc, công việc của chị là kế toán trưởng một công ty về Dạ. y Kế toán trưởng là giỏi lắm ha, tính toán rồi. tế. Dạ, rồi. Về điểm mạnh, điểm yếu của chị là gì chị? Chị thì thực ra chị điểm mạnh của chị thì chắc là chị không biết nói thế nào nhỉ, nói chung là một người trong công việc thì chị rất là quyết đoán, còn trong các mối quan hệ thì cũng rất là hòa đồng và cũng dễ chia sẻ. Điểm yếu của chị là chị không có thời gian để dành riêng cho bản thân nhiều. Rồi, tình trường của chị sao? Chị đã kết hôn lần nào chưa? Chị một lần em ạ, cách đây 10 năm. Rồi mình nói về cái cuộc hôn nhân đó đi chị. Mình ở với nhau bao lâu thì lý do vì sao chia tay? Chắc là được khoảng 7 năm à. Bởi vì là thực ra nó không xuất phát từ cái tình yêu ấy. Nó lấy khi mình lập gia đình, mình còn tức là mình lập theo cảm tính nhiều hơn, đi sống với nhau một thời gian 5 6 năm thì nó có những cái bất bất hòa, bất đồng. Và chị quyết định Bất đồng về cái gì chị? bất đồng về về quan điểm sống này, về các cái Mình cụ thể giùm em đi ha. Là tức chuyện gì? tức là có những cái mà có một sự việc sự vụ nào đấy mà theo cái quan điểm của mình đưa ra là như thế này, nhưng mà anh ấy lại đưa ra một quan điểm khác, và anh ấy thường là anh ấy sẽ đưa ra một cái tính là áp đặt và không 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 có cái sự thấu hiểu và chia sẻ để đưa đi đến một cái quyết định chung. Rồi mình có con gì không chị? Chị có một cháu cháu năm nay vào lớp 10 em ạ. À? Cháu gái. Đâu?
Con gái học lớp 10 là đang ở với mẹ hay ba? Ở với mẹ. Rồi đỉnh điểm là sao à? Hai anh chị ly hôn? Tại vì mình sống với nhau cũng 7 năm mà. Đỉnh điểm là khi mà cái tiếng nói chung nó không còn ấy, thì bản thân chị thì chị cũng vẫn cố gắng là giữ mô hình gia đình, chăm lo. Tuy nhiên thì anh ấy lại tìm cho anh ấy một cái con người khác, tức là nó có sự không chung thủy, và đến đến mức đấy thì chị sẽ không chấp nhận. Thôi đến mức độ đấy thì thôi mình thôi. Đúng rồi, Dạ. đúng rồi. Rồi thời điểm mà chị ly hôn là con là chắc cũng mới có Con 10 tuổi à? vào lớp 1. À mới có 6 tuổi thôi à? Đúng rồi, 6 tuổi. Rồi không có chu cấp gì cho hai mẹ con không? Hay là tự chị nuôi? Tự tự chị nuôi thôi, còn trách nhiệm không đòi hỏi. Nói chung là khi mà chị xác định là chị chỉ cần con thôi mà. Nhưng mà chị bố có qua lại để thăm năm con không chị? Thỉnh thoảng cũng có qua, nhưng chỉ gặp con thôi, chỉ gặp con là mua cho con quà bánh gì đó thôi. Dạ. Rồi ok chị. Nhưng mà chị tham gia chương trình thì tại vì chương trình của em là ở trong Sài Gòn, ghi hình cũng trong Sài Gòn thì có gì chị có thể bay vào Sài Gòn được không? Nếu như mà nó phù hợp thời gian và hoàn cảnh thì chị có thể đi việc các cái Hiệp ơi em hỏi giùm chị đi, sau này mình nó khóc quá được. Dạ vâng, được rồi chị ơi. Dạ vâng, bây giờ chị hỏi mẫu người chưa nhỉ? Alo, chị ơi, chị. Dạ Chị vâng. đây. Dạ vâng, cho em hỏi là điều gì mà chị không thích nhất ở người đàn ông ạ? Thực ra chị thích không thích thì nó cũng nhiều, nhưng mà cái mà chị cần là nghiêm túc, một người nghiêm túc, đứng đắn và có trách nhiệm, và phải là một người có đạo đức. Đó là những cái tiêu chuẩn mà chị cần. Thế còn trong cuộc sống thì đâu đấy nó còn có nhiều cái đòi hỏi hơn, nhưng mà chị sống với nhau thì lúc đó mình sẽ tự cân đối. Nhưng mà những cái đặc những cái mà chị cần là chị vừa nói bốn cái điểm mà chị nói đấy bắt buộc phải có. Dạ vâng ạ. Chị cho hỏi lại họ và tên của chị một lần nữa. Họ tên của chị là gì ạ? À, chị Lê Thị Thanh Nga. Dạ. Thế về cái phần ngoại hình ấy thì chị yêu cầu người đàn ông như thế nào? Chung cao cao trên 1m7, người rắn giỏi, nói chung là khuôn mặt phúc hậu, dễ dễ nhìn, dáng người dễ nhìn, bởi vì chị thì chị cũng cao, chị cao 1m63. Rồi, phúc hậu, rắn giỏi, phúc hậu dễ nhìn. Rồi, ok. Em cảm ơn chị Thanh Nha nhé. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên để làm quen. Nếu mà tìm được cái người phù hợp những tiêu chí ban đầu thì chương trình sẽ tiếp tục làm nội dung thêm sâu hơn với chị nhé. Rồi cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Hiệu của em không? Nghe rõ em. Vâng, chị giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình ạ. Họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp cụ thể của mình ha. À, chị là Nguyễn Thị Anh, em thường gọi là Nguyễn Lan Anh. Sinh 1978. Dạ. Nghề nghiệp của chị là làm bên dưỡng sinh trị liệu á. Dưỡng sinh trị liệu. Dạ rồi. Chị làm ở đâu? Chị làm ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh em. Dạ. Chị Lan Anh là một con người như thế nào? Có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Điểm mạnh thì hơi cá tính, tức là ý là nó hơi mạnh mẽ Dạ nhưng dứt khoát đấy, nhưng còn vâng. điểm yếu thì sống quá tình cảm. Rồi. Cho em hỏi một chút xíu là trước giờ chị từng kết hôn chưa? Chị kết hôn một lần và đã ly hôn được 5 năm rồi. À, tính đến thời điểm hiện tại là 5 năm. Chị có hai đứa con, hai đứa con trai thì mỗi người nuôi một đứa. Lớn rồi, con chị lớn rồi, một đứa thì 15 tuổi, một đứa 21 tuổi rồi. Có ở cùng mẹ không? À đó, chị nuôi một đứa, còn một đứa ở với bố đấy. Ok, hai anh chị sống với nhau được tổng cộng bao nhiêu năm?
17 năm. Nó cũng là một chặng hành trình dài á, thì đúng không biết rồi. là lý do ly hôn là gì ạ? Nói chung là không hợp nhau từ đầu rồi, nhưng mà vì con cái á, cho nên là chị chán. Thì trong quá trình sống 17 năm cũng mất 3 lần đưa nhau ra tòa đấy, nhưng mà cuối cùng rồi không 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 giải quyết được, cho nên lần thứ ba chị mới quyết tâm dứt khoát Dạ vâng. đấy. Rồi, bây giờ chị mong muốn tìm người như nào chị ha? Chị thì cần một người, thứ nhất là sống tình cảm, hai là công việc ổn định ấy. Theo chị Với như nào là là công việc ổn định người ạ? đó, nếu người đó mà đã một thì là bỏ vợ do vợ ngoại tình hay gì đấy, hai nữa là chẳng may mà bị vợ mất đó, vợ qua đời đó. Chứ còn lại thật ra mà nếu mà để đi tới mà kết kết hôn hay kết bạn với một người mà người ta bị vợ bỏ hoặc là người ta chưa lấy vợ lần nào á, thì nó đều có vấn đề hết em ạ. Rồi, về ngoại hình sao chị? Ngoại hình thì chị người chị đầm đầm người, cho nên chị mập, cho nên là chị muốn người đó là cũng tương thương xứng xíu, À, hoặc là không không chị bao nhiêu hoặc là kg? không hoặc là người đó không quan trọng về bên về 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 ấy, về hình dáng. Chị thì người đẹp người, nhưng mà có cái là hay cũng hay tập thể dục, nhưng còn cái là người vẫn mập, với mập từ xưa từ nhỏ đến lớn Rồi, chị nghĩ chị là anh trên ấy ạ. 60 kg hả? Vâng, vị trí vùng miền quê quán thì như nào chị? Chị thì thích miền Trung với miền Nam hơn. Rồi, thế miền Trung miền Nam. Anh ấy đang ở đâu thì sẽ phù hợp với việc hẹn hò nhỉ? Tốt nhất là gần gần đây đi em. Nói chung là chủ động được hết. Rồi. À rồi, đấy, điều gì mà chị không thích ở bạn trai? Lăng nhăng, rượu bia, với kiểu như là không có cái chung cùng ý thức là giữ lửa gia đình ấy. Tại vì đối với chị bây giờ mà nếu mà nói mà để đi bước nữa nó rất khó khăn, cho nên là chị muốn một người đó là người ta cũng khao khát có một người cùng cùng đi với mình đến cuối đời á, nó tức là có một người bạn bạn tri kỷ ấy, bạn đời ấy. Rồi, dạ ok, em cảm ơn chị Lan Anh nhé. Thì hôm nay là chương trình làm quen với chị và những cái cuộc trao đổi đầu tiên. Nếu mà chị tìm được cái người phù hợp thì sẽ có biên tập liên hệ với chị ha. Ok, cái thời gian này thì mình chờ đợi lâu không em? Dạ, cái này còn phải tùy vào tùy duyên số chứ ạ. Chị biết Chưa làm rồi, sao nhưng là mà có ý một là phần nó lời. khoảng khoảng bao lâu thì chương trình nó sẽ có hồi đáp cho mình đấy. Dạ nếu mà tìm được đúng người một cái thôi thì có thể là ngày mùng 1 tháng 6 chị ghi hình luôn á. Ok vậy. Là vâng, thì còn nếu mà chưa có thì chị đợi thôi, cái đấy là em không cần đợi cái đó. Dạ. Ok. Dạ em tên Nguyễn Thị Diệu Hiền, sinh ngày 10 tháng 5 1996. Em Bạn nói to to lên giùm mình được không? Chắc là cho gần gần máy vào tí. sinh ngày 20 tháng 3 1988. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại huyện Đầm Dây, tỉnh Cà Mau. Rồi. Làm ở Cà Mau thì hiện làm công việc gì? Dạ em đang làm kế toán trường học. Kế toán trường học. Rồi. Hiện là một cô gái như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Điểm mạnh của em khi gặp hòa đồng vui vẻ, còn điểm yếu của em là mất nói. Em điểm yếu là ít nói đúng không? Rồi. Vậy thì trước giờ là bạn có mấy mối tình rồi? Có một mối tình. Mối tình đó diễn ra như thế nào? Kể cụ thể chi tiết cho mình nhé.
Hai đứa yêu nhau được bao nhiêu lâu? Dạ, một năm. Không hợp ở điểm gì à? Dạ. À, không hợp vì cái điều gì? Thì cảm thấy không hợp về tính cách. Nhưng mà yêu nhau một năm thì bắt đầu mới thấy không hợp về tính á. Mới thấy không hợp về tính á. Dạ. Nhưng mà yêu nhau mới phát hiện ra là không hợp, không hợp cách. Thì dạ đúng rồi. Là, theo bạn thì là trong cái cuộc tình đấy thì phần lớn cái vụ không hợp đấy là do mình hay do anh ấy? Là do đối phương hay là do mình ấy? Hiểu ý không? Dạ, alo? Do cả hai. Ừ, rồi. Bây giờ bạn mong muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như nào? Biết thương yêu, biết tên, biết chăm lo gia đình. Biết chăm lo gia đình còn gì đó không chị ơi? Biết quan tâm, chia sẻ, dạy đó là. Biết quan tâm, chia sẻ. Còn gì đó nhỉ? Có công việc ổn định. Rồi, tiếp ạ. Chững chạc. Rồi. Dạ hết ạ. Rồi, về ngoại hình. Không yêu cầu gì à? Ngoại hình là ngoại cái quan trọng á. Thì phải dễ nhìn. Rồi. Tính cách vui vẻ hòa đồng. Rồi, tiếp. Còn quê quán thì ở tỉnh nào cũng được. Thế yêu xa được? Dạ. Vậy là yêu xa được. Anh ở Sài Gòn được không? Dạ được. Lâu lâu lên hả? Dạ. Thế bây giờ ví dụ như hiệp ghép cho bạn với lại một anh ở Sài Gòn thì hai người sẽ bàn tính, bạn không ngại xa thì mình sẽ yêu thôi hả? Ok, vẫn biết là thiên hướng là sẽ ghép ở Cà Mau ở đó, nhưng mà thí dụ mà yêu xa thì bạn vẫn, nếu mà tùy duyên thì bạn vẫn sẵn sàng chứ đúng không? Dạ. Ok, được rồi. À, hôm nay buổi đầu tiên làm quen chia sẻ thôi, thì nếu mà tìm được cái người phù hợp á thì chương trình sẽ gọi lại cho Hiền nhá. Dạ. Rồi, cảm ơn Hiền nhiều. Dạ. Dạ, em xin chào chương trình.